Rồi, xin chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh video của bên em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu review cho bà con có mấy con máy sới thôi. Bà con xem lựa chọn những cái dòng nào phù hợp nhé. Có xí nghiệp cực cao đây, sứ thùng phi này, MK7 này, cây F700 một giò và sới to, từ to đến nhỏ đầy đủ các thể loại hết nhé bà con nhé. Đầu tiên con số 1. Con số 1 đây là con máy đến từ thương hiệu Robin. Thực ra con này nó không phải là Robin, chỉ là cái nhà máy Robin thôi. Con này thực chất của nó là Mitsu nhá. Thực chất của nó là Mitsu, nhưng mà Robin nó nhận con này. Đại loại là cái chỉ có mác là Robin thôi, còn lại động cơ, hộp số đều là Mitsubishi hết nha bà con nhé. TR200, TR200, con này giá 3,8 triệu nhé, 3,8 triệu là chưa bao gồm với cái lỗ này đây nhá, chưa bao gồm, các bác nghe rõ nhá, chưa này nhá, chưa bao gồm cái lưỡi chì luống đây. Đấy là em mô phỏng ở đây cho bà con xem là nó sẽ kéo được những cái dụng cụ như thế này. Đó, con này sới cầu cào thì chuyên sới cầu cào và có thể kéo được những cái lưỡi vun như này thì bà con mình có thể là vun ngô, vun khoai, vun luống hay là chia luống gì đó. Và tùy bà con mình nhé. Máy thì phần trăm rất là đẹp, sáng sủa nhé. Con này nó là Robin chính hiệu luôn bà con ơi. Ok, EAI 08 này, EAI 08 nhé bà con nhé, Robin, máy sới Robin nhé. Bình xăng nhựa, bình xăng nhựa này, bình xăng như Mitsu. Nói chung là thằng Mitsu và thằng Robin là nó hay có những cái động cơ và những con máy này. Đó. Ở tay ga này, còn cái này thì nó gài côn trên đây nhé, gài côn đây rất là ngon, bấm ngắt luôn. Chuyên sới cào cào, đường sới của nó rộng tầm khoảng 60, thì nó không có nhiều chức năng gì cả. Đấy, 3,8 triệu bao ship tới nơi, chưa bao gồm nhá, chưa bao gồm cái lưỡi chia luống nha. Đó, lưỡi đấy thì tính riêng. Rồi tiếp theo là con số 2, con máy Iseki Orex. Orex Pico, chuyên làm rau củ quả rau màu. FF50 sở hữu động cơ con này là động cơ FE170 nhé, 6 ngựa, động cơ OHV này, con OHV con này là 7,8 triệu, có đề nổ luôn nha bà con nhé, có đề nổ luôn đây, có bình đề đây, sới thùng phi nhé. Đấy thì nó sẽ gắn được một cái lưỡi chia luống ở phía sau đây thôi nhé. Chỉ có gắn được một lưỡi chia luống ở phía sau thôi. Em mô phỏng vào đây luôn cho bà con mình. Đấy, gắn bình ắc quy đầy đủ. Giá 7,8 triệu. Chưa bao gồm lưỡi chia luống này nhé. Đó. Rồi cái này thì cũng như là chỉ có bật chìa khóa là nổ thôi. Kéo le lên này. Bật chìa khóa là nổ. Đó. Đó. Có lù rồi. 2 tiến 1 lù, sới xuôi, sới ngược. Đó, tắt máy này. Chìa khóa Kawasaki luôn nha bà con nhé. Chìa khóa Kawasaki. Đó, chìa khóa là chìa khóa của hãng luôn. Tắt máy. Đấy, đây là nổ luôn. Giá 7,8 triệu. Bao ship tận nơi tận nhà cho bà con mình nhé. Bà con mình chốt con này để chuyên để sới. Đó. Nó có thể kéo được lưỡi chia luống nhé. Giá máy 7,8 triệu là chưa bao gồm cái lưỡi chia luống phía sau. Đấy. Có bình đề đầy đủ rồi, 7,8 triệu. Rồi, hôm nay đi chuyên để sới cho dành cho các bác lớn tuổi, cao tuổi, chị em phụ nữ sới vườn, sới đồ các thứ là đều là rất là nhẹ nhàng tình cảm nhé, không có bị nặng nề gì cả, dễ làm, dễ sử dụng, nhất là sới thùng phi. Có bánh lốp phía trước, dàn sấy phía sau, nó rất là nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo, con thứ 3, con máy Langma MK7, sở hữu động cơ GA180, A160. Con này GA180 nha bà con đây, GA180 nhé, GA180, không phải 174 lít, công suất con này là 6,2 nhé. Đó. Tay lái, xoay 360 độ này. Vi sai chuyển hướng ngay bên trái phải đầy đủ rồi. Khi tạt luống thì quay 360 độ nhé.
Yamaha MK7 giá 12.500.000. Khá là đẹp. Cái này là sơn phủ của bên Nhật này. Sơn phủ đây đây. Đây là sơn phủ. Lại hầu như là nguyên bản hết đấy. Bên em có chế được. À, có lắp vào đây một cái bánh ống sắt để đi bánh hẹp cho bà con mình có thể ra. Không lấy bánh sắt thì lấy bánh lốp. Không lấy bánh lốp thì lấy bánh lồng. Không lấy bánh lồng thì lấy cái bánh nào cũng được, thì có thể là phù hợp với công việc của bà con, thì bà con mình lắp những cái phụ kiện nó phù hợp nhất với con máy nhé. Rồi cái này thì có công tác này, đi sai này, rồi gài côn này, thỏ rùa này, đó, rồi gài sới, nhanh và chậm ở hộp bằng hộp xích này nhé, đó. Động cơ OHV máy xéo, bộ e lọc dầu lọc bụi này, rồi bơm xăng này, tay lái xoay 360 độ nhé để tạt lốm lên luống, run luống. Con này có thể kéo được cày lật, cày trâu, cày bò, lắp bánh lồng, vừa động nước, vừa thụt, lắp xấy nhảy cọc cao, lắp chia luống, lắp nói chung là đa chức năng, đầy đủ tính năng của một con máy đa chức năng nhé, bộ sới, bộ tạt, đa chức năng hết. Rồi tiếp theo đó là con số 4, con Kubota TF700, một giò, một bánh, cốt thẳng, xíu động cơ SM170, công suất 6 ngựa 2. Kubota 6.2 VF maximum. Kubota giá 15 triệu nhé, bao ship. Đang đi theo máy là một cái bánh lốp nhé, dàn tạp. Rồi, dàn tạp. Con này thì số đi là 3 tiến một lùi, 2 tạt 2 sới, ngắt sới đầu rò này. Rồi, nâng hạ chỉnh cao thấp tay lái này. Đó, nâng hạ chỉnh cao thấp tay lái này. Bánh này thì có thể tháo ra thay thế tùng được nhé, bình xăng nhựa này. TF700 đấy, cực kỳ đẹp luôn nhé bà con nhé. Đầu nổ thì bên em bảo hành 6 tháng, số bảo hành 1 năm, bà con mình yên tâm sử dụng nhé. Còn mình con này thì chức năng của nó là chuyên để tạt và chuyên để xơi rãnh. Chuyên tạt và chuyên xơi rãnh thôi. Thì bà con nào mà vun ngô, vun khoai, vun bắp, vun đậu, vun mía, vun rừng, vun nói chung là các thể loại vun gì đó, thuốc lá hay là khoai tây, cà chua gì đó, con máy này là nó chuyên để làm cho các diện tích lớn, diện tích nhiều và chuyên đi làm thuê làm mướn được là ok hết mà con nhé. Đó, chuyên đi làm thuê làm mướn các diện tích nhiều thì tốt luôn nhé. Con này là máy gọi là máy hệ, máy vip của dòng Kubota. Nếu mà máy tạp thì nói về máy tạp thì không, chưa có nào qua được con Kubota này. Rồi tiếp theo đó là con số 5, còn cuối cùng trong ngày hôm nay là con Shibura KZ652. Shibura này, con này sở hữu động cơ Mitsubishi GM291L nhé. GM291 con này là 8 ngựa rưỡi, 8 maximum nó 8 PS này, 8 ngựa cho bà con nhé. Chuyên tạt sới, vun cày bừa, vun mía, vun khoai, vun bắp, vun đậu, vun các cái luống từ 40 trở lên, từ 40 trở lên nhé. Còn các cái con máy mà 8 ngựa vun vườn to này thì nó sẽ không phù hợp để cho các bác và vun trong các cái rãnh khoảng 20-30 đâu nhé, từ 40 trở lên đó. Thế nếu mà vun cái luống 20 thì nó nặng, máy nó nặng quá thì nó không làm được. Vun các cái loại mía, các cái hecta mía, hecta khoai gì mà lớn đấy nhá, công suất lớn thì con này đã ứng được hết cho bà con mình nhé. Có thể là giống cày trâu, cày lật, cày bò, vun rồi là bánh lồng, vừa được nước lún, vụt được nước, rồi kéo cày chia luống, rồi làm xấy nhảy cao cao, kéo ép luống, khung ép luống. Đó, con này giá 13 triệu nhé, 8 ngựa Mitsubishi GM291. Con này thì sở hữu số đi là 3 tiến 1 lùi, kết hợp con thỏ đùa nhân chậm 1 cấp đây, 6 tiến 2 lùi này. Lên đây một con thỏ con đùa nữa, gấp đôi lên nữa này. Đó, dàn sới thì có bảo trì hộp xích này, và có nhanh chậm của con thỏ đùa này nữa, có 4 cấp số sới. Đó,
con này thì dành cho các bác là đun mía diện tích lớn, diện tích khủng nhé. Mình xem và thực hiện con máy này giá 13 triệu, hoặc làm những chức năng công việc gì cần các loại máy như thế nào thì gọi qua Zalo thì em sẽ hướng dẫn nhá. Số ra điện thoại Zalo em để trên đầu video, tiêu đề video 0326 536 152 nhé. Bà con mình xem chốt máy thì báo bên em nhé. Cảm ơn bà con.